P30PZO trở lại chương trình thử nghiệm ANZROIZQ. Một vài tuần trước, hai sản phẩm Huawei Mate 20 Pro và P30PZO từng bị loại khỏi chương trình thử nghiệm Android Beta của Google do ảnh hưởng từ lệnh cấm của Mỹ, qua đó cấm mọi hoạt động hợp tác phần cứng, phần mềm với các công ty Mỹ mà không được cấp phép từ chính phủ. Tuy nhiên chính phủ Mỹ đã xem xét lại quyết định và rời lại lệnh cấm sau 90 ngày. Chính bởi điều này nên Mate 20 Pro vừa mới xuất hiện trở lại trên website chính thức của chương trình và nhiều nguồn tin khẳng định Flag SHIPP30PZO cũng sẽ góp mặt. Trong khoảng thời gian nới lỏng lệnh cấm sắp tới, có lẽ Huawei sẽ chuẩn bị đầy đủ các thủ tục cần thiết để đảm bảo cập nhật phần mềm Android cho các dòng điện thoại đã ra mắt, nhằm đảm bảo quyền lợi và niềm tin của người dùng đối với Huawei. Đây cũng là bước đệm cần thiết trước khi Huawei giới thiệu nền tảng hệ điều hành mới do họ tự phát triển. Một tin vui khác với người dùng điện thoại Huawei đó là Hiệp hội Thẻ nhớ SD và Liên đoàn Huy, Phi cũng đã đưa Huawei trở lại danh sách thành viên sau khoảng một tuần bị gạch tên. Nguyễn Nguyễn